Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người, đây là một cái tab. Đây là cái tab nha mọi người. Cái này có rất được thiết kế là rất nhiều hộp kéo đây. Đó là hộp kéo này, một hộp này, hai hộp này, ba hộp này. Đó, bốn hộp này, năm hộp này đây. Cái tab này thì rất tiện lợi cho chúng ta bỏ đồ nha mọi người. Đây, được thiết kế rất là nhiều hộp luôn. Đó. Đó, được làm bằng ván PVDF với 5 hộp kéo, 1, 2, 3, 4, 5 hộp kéo thành 5 tầng nha mọi người. Chúng ta rất tiện lợi khi chúng ta bỏ đồ vào đây. Đây, chất đồ từ trong phòng của mình, dù như các điện thoại, các đồ vật dùng đồ lung tung trong phòng, thì với một cái tạp tiện lợi như thế này thì chúng ta cất được rất là nhiều đồ luôn, bỏ được rất nhiều đồ. Đây, dù như chúng ta vào phòng ngủ thì chúng ta bỏ điện thoại rồi các vật đồ vật trang trí hoặc là các đồ trang điểm của mình thì rất là tiện lợi. Đây 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 là phía dưới nha mọi người. Đây, đây hộp dưới cùng với hộp như thế này chúng ta bỏ các vật dụng vào đây, thì chúng ta nếu đồ đạc chúng ta nhiều thì chúng ta bỏ đây. Đây, rồi chúng ta đóng lại như thế này. Đây. Cái hộp này thì được bắt bằng cả rây. Đây, với chiều cao là 2 4 6 8, chiều cao 80 nha mọi người, 2 4 rộng 40, chiều cao 8 rộng 4 sâu 50 nha mọi người. Đây, với cả tạp như thế này thì việc cho giúp cho mỗi nhà chúng ta bỏ các vật dụng, các đồ đạc tiện nghi trong nhà rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Rồi, đây mọi người có thể tham khảo và làm những mẫu tạp như thế này để chúng ta bỏ trong căn phòng của chúng ta, để cất những vật dụng hay là trang để cất các đồ trang điểm trang trí của mình, bỏ góc đầu giường nha mọi người cũng rất đẹp. Đây, hoặc là chúng ta muốn đồ đạc gọn gàng phía ngoài thì chúng ta thiết kế những hộp tạp như thế này, chúng ta bỏ vô đây, rất là tiện nghi luôn nha mọi người. Chúng ta bỏ vào đây điện thoại đây, dù TV chúng ta bỏ điện thoại vào đây nha mọi người. Đây, chúng ta bỏ vào là chúng ta đóng trở lại. Đây đó, chúng ta bỏ vào đây TV, chúng ta cất điện thoại, chúng ta bỏ điện thoại vào đây, cất đây rất tiện nghi luôn. Hoặc cái dưới này chúng ta bỏ thêm những đồ cài đặt các loại gì này cũng được. Đấy đó, với vàng mơ đẹp thì nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất tuyệt vời như đây. Ở đây có các đường bó nha mọi người, bó tạo cho các lỗ cho chúng ta móc tay ra. Đây, rất là tiện lợi. Đấy đó, chúng ta móc tay vào đây. Đây, móc tay vào là đưa ra này. Móc tay vào là đưa ra này. Đây, với một cái tab như thế này thì chúng ta rất là tiện nghi trong công việc bỏ các đồ đạc nội thất trong nhà nha mọi người. Đây, cái tab cao 80 rộng 40 và sâu 50. Đây thì mọi người có thể tham khảo những mẫu tab như thế này để làm những mẫu tab cho gia đình của mình đó, để mình tiện nghi trong công việc sinh hoạt chung của gia đình mình. Đây đó, những mẫu tab rất đẹp luôn. Đây cái tạp đầu dương với được thiết kế các hộp kéo như thế này đó, rất là xinh xắn, rất là đẹp. Vàng mà vàng màu trắng trắng kép mới đẹp. Đấy đó, được bắt bằng các rây đó. Mình muốn hộp to thì mình làm to, muốn hộp nhỏ thì mình làm nhỏ nha mọi người. Đây, các hộp được làm rất là đẹp luôn, được thiết kế rất là khéo léo. Đây, và giới thiệu cho mọi người được màu tắp như thế này thì mình có thể tham khảo để làm những màu nội thất cho căn phòng của mình. Những màu tắp như thế này nó phù hợp của mình thì mọi người có thể tham khảo và làm để bỏ đồ đạc trong nhà của mình cho mọi người. Đây, đây là những màu nội thất rất là đẹp, được làm từ ván mà đẹp. Đây đó, cho mọi người xem. Đấy, rất là tiện lợi nha mọi người. Chúng ta bỏ đồ đạc các loại luôn. Thôi, mình sẽ chia sẻ với mọi người các mẫu tiếp theo. Đây, mình sẽ quay lại gần cho mọi người xem nhé. Đây. Phía trên đây thì có đây, được thiết kế đường bó tròn. Bó tròn như thế này, mục đích là chúng ta bỏ tay vào đây để chúng ta lôi ra nha mọi người. Rất tiện lợi. Đây.
Đó, màu vàng. Đến nay thì bắt vây nha mọi người. Vây cái thùng vây cái tự động. Đó, chúng ta bắt vào rồi chúng ta đẩy vào thôi. Nó rất thiết kế rất là gọn gàng luôn. Đó, rất là tiện nghi nha mọi người. Đấy, với màu tạp như thế này thì mọi người có thể bỏ đồ đạc, mỹ phẩm, các vật dụng trong phòng ngủ của mình thì rất tiện lợi luôn. Đấy, mình bỏ áo. Đấy, đây là mình bị sát bỏ luôn. Đó, khi về chúng ta bỏ vào đây chúng ta cất cái ngõ rất là gọn gàng. Đấy, trong trong phòng ngủ của mình. Đó, hoặc thì màu tạp này chúng ta dùng bỏ cho các em học sinh, chúng ta bỏ sách vở, bút viết các loại vào đây rồi chúng ta cất. Đó, cả em học sinh nhỏ nhé. Đấy, màu tạp đó 80, sâu 50 và rộng 40. Đó, bằng vàng đẹp, rất đẹp luôn. Đây, rất đẹp. Đó, màu như này quá đẹp. Ở xưởng thì mấy anh em gia công đồ nội thất đủ các mẫu mã, các mặt hàng nội thất từ vàng mới đẹp đến vàng gỗ tự nhiên. Đấy, rất là nhiệt tình luôn. Đấy,